Chương trình giờ dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách trân trọng kính chào khán giả. Trong không khí đầu năm của Tết Ất Mùi, cho phép chúng tôi được kính chúc quý khán giả của Người Việt TV luôn bình an, hạnh phúc, khỏe mạnh và chúng ta cùng với nhau để chúc cho đồng bào và đất nước tại Việt Nam sớm thoát khỏi chế độ độc tài ngày hôm nay để được hưởng một đời sống đúng nghĩa của con người ngay trên chính quê hương của mình. Và xin kính chúc ông Nguyễn Xuân Nghĩa thọ thêm vài chục tuổi nữa để tiếp tục chương trình giờ dẻo. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi phải nhường phong tục Tết bằng cách gọi là đeo một cái khăn của cái hạt dưa, mà xin đề nghị chúng ta đừng ăn hạt dưa nữa. Tại sao vậy? Và tại vì mình nhìn thấy là nếu mà nó xuất phát từ Trung Quốc đó ra thì nó tởm lắm. Cái thứ nhì đó, đeo cái ca vát màu hình xôi gấc thì cái đó là xôi gấc, đó là của mình. Và cái chai gấc đó, đó là đang làm một cái sản phẩm mà được kỹ nghệ về thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ rất là chú ý. Trong cái lúc mà còn đang ở hành lang đi vào đến đây đó thì ông Đinh Quang Anh Thái mới đề nghị nó bằng là kỳ trước thì chúng ta đã giới thiệu mình sẽ nói về Tết. Thì tôi chỉ xin thú thật rằng là tôi không phải là một nhà gọi là phong tục học, mà tôi chỉ có vài ba cái ý kiến nó rất là thô thiển về Tết đó. Là phong tục của chúng ta nó thường xuyên thay đổi theo cái đời sống hàng ngày. Thì duy ra nó có vài ba cái điều mà chúng ta nên giữ rằng là vào một cái chu kỳ thời gian mới nữa đó, thì chúng ta cố giữ được một cái nguyên tắc bất di bất dịch về đạo lý là nhớ đến tiền nhân, tức là tổ quốc và tổ tiên. Và nếu mà trong cái đời sống hàng ngày những cái phong tục gì nên giữ nên bỏ đó, thì tôi chỉ có cái đề nghị nó nhỏ nhỏ là bỏ cái chữ lì xì, là cái chữ lợi thị là chữ của tàu, và chúng ta nên dùng cái chữ mừng tuổi. Cái phong bao mừng tuổi, các cháu mừng tuổi ông bà và cha mẹ mừng tuổi con cái, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái phần nó đóng góp rất nhỏ thôi. Chứ còn bây giờ tôi xin phép rằng là trong khi chúng ta ăn Tết đó, thì thời sự nó vẫn có những cái vận hành nó rất là khốc liệt của nó. Thành ra có khi chúng ta sẽ giải ảo bằng thời sự, thì tùy theo ông Thái chọn. Thưa quý khán giả, khi mà thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa chú ý đến những chữ nghĩa rất là tế vi trong tiếng Việt Nam, nếu mà chúng ta dùng chữ lì xì thì chúng ta vẫn còn bị một cái ảnh hưởng bởi cái anh láng giềng khổng lồ mà lúc nào cũng muốn hăm he nuốt đất nước Việt Nam mình là anh Tàu. Còn cảm ơn ông Nghĩa, cái chữ mà ông đề nghị mọi người dùng là mừng tuổi bố mẹ, mừng tuổi ông bà, mừng tuổi lẫn nhau, mừng tuổi con cái là cái điều mà chúng ta nên bắt đầu trong cái năm Ất Mùi này. Vâng. Ngày Tết là mình cố mình nghĩ đến người khác, thay vì tưởng người khác là người đi trước tổ tiên, và mình nghĩ đến con cái, mà mình nghĩ đến đồng bào mình xung quanh, giống như hồi nãy lúc ông Thái chúc Tết là chúc Tết cho đồng bào chúng ta ở xa nữa. Thưa ông Nghĩa, trên Internet thì dạo gần đây họ cứ đưa ra một số những hình ảnh, họ nói rằng cứ nhìn cái cách bắt tay của lãnh đạo Liên bang Nga là Vladimir Putin ấy, thì có thể thấy là ông ta thân thiện tới mức độ nào với những lãnh đạo các quốc gia khác. Thì đưa bắt tay với Tổng thống Barack Obama của Mỹ thì gương mặt có vẻ lạnh nhạt, khi mà bắt tay với bà Angela Merkel, Thủ tướng của nước Đức, thì cái ánh mắt của bà Merkel có vẻ trách móc. Và riêng mà là bắt tay với Tập Cận Bình, lãnh đạo của Bắc Kinh đó, thì gương mặt có vẻ thân thiện lắm. Nhưng mà có một điều hôm nay tôi muốn nhờ ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo là hôm 15 tháng 2 vừa qua, tức là ngày 28 Tết đó, thì cái tạp chí chuyên đề về kinh tế là Bloomberg có nêu ra một vấn đề là Vladimir Putin hiện đang đi công du các nước Á Châu để nhằm mục đích xây dựng cái thế liên kết với nước Nga, và thậm chí là còn muốn đi các nước Trung Á, trong đó có Pakistan và kể cả Nhật Bản nữa, mà mục đích là để liên kết với những quốc gia đó chống Trung Quốc. Cái điều đó nghe có lạ tai không? Tôi nghĩ rằng là cái chuyện này có thể rằng là đối với lại nhiều người khi đi theo thời sự hàng ngày đó, đó thì thấy nó ngạc nhiên, nhất là những người Mỹ. Nhưng mà đầu năm thì có lẽ là chúng ta nhân chuyện ông Thái nêu lên về cái nhu cầu đó, và cái mà nhận định của tờ Bloomberg, tôi cũng có được đọc cái việc đó, đó, và nói rằng là cái mối lo của Putin đó là chính là Trung Quốc. Và vì vậy đó, đó là đang tìm cách gọi là hòa giải với lại Nhật Bản về cái chuyện bốn cái đảo nhỏ trên miền cực bắc của Nhật đó, đó mà Liên bang Xô Viết đã cướp của Nhật Bản sau khi Nhật bị đánh hai quả bom nguyên tử vào những ngày cuối cùng của đệ nhị thế chiến đó, đó.
và có thể rằng là đang liên kết với lại một số những quốc gia khác từ Trung Á, kể cả Pakistan, là đang là đồng minh của Trung Quốc. Và Ấn Độ đó là một đồng minh cố hữu của Liên bang Xô Viết ngày xưa và cũng là đối thủ của Trung Quốc. Thành ra nó đang có những cái chuyện nó xoay chuyển như vậy. Thì cái điều đó là nó làm cho chúng ta đầu xuân mình nói chuyện có vẻ vừa giải ảo nhưng mà mình lại vừa giải trí luôn đó. Mình nói chuyện Tam Quốc hoặc là mình nói đến cái chuyện xa hơn thế là cái chuyện thời chiến quốc. Tiếng thì có thể là mua vui nhưng mà thực tế thì chúng ta cần nhìn lại vào trong cái biến cố hồi đầu xuân Nhâm Tý năm 1972 khi Richard Nixon đi thăm Bắc Kinh và làm thay đổi cái cục diện của toàn cầu, và trong đó là có cái chuyện gọi là đi thăm Bắc Kinh là hy sinh miền Nam của chúng ta chẳng hạn. Thì cả thế giới lúc đó và cho đến ngay bây giờ đã vẫn cứ tưởng rằng là lúc đó là một cái mưu lớn của Richard Nixon và do Henry Kissinger tiến hành nhằm gọi là kéo Trung Quốc về phe mình để đánh gục Liên bang Xô Viết. Nhưng mà sự thật thì nó lại không hẳn là nó đơn giản là như vậy. Sự thật thì nó ác liệt hơn nhiều. Thưa ông Nghĩa, như vậy thì liệu chúng ta có thể hiểu là cái chuyện mà Hoa Kỳ tiến gần lại với Trung Quốc bằng cái thời điểm mà Kissinger và Nixon đi thăm Bắc Kinh gặp Mao Trạch Đông đó, thì thoạt đầu đó là cái ý kiến là của ai? Ý kiến của Mỹ? Thoạt đầu là đó là không Quốc? Phải. Cái mà Kissinger đó vẫn bịp cho đến cái cuốn cuối cùng vừa rồi đó thì bắt đầu nhã nhã ra một tí. Kissinger vẫn bịp thiên hạ, nói rằng là giống như là cái đó là cái sáng kiến của mình hay là của Nixon. Và trong hiện tại đó thì Kissinger và cái cơ quan gọi là tư vấn về kinh doanh của ông gọi là Kissinger and Associates rồi đó, tức là một cái trong những cái thứ gọi là cò quốc tế về cái chuyện giới thiệu người ta đi vào làm ăn với lại Trung Quốc. Thực tế ra thì tức là đầu xuân Kỷ Dậu năm 1969 thì Mao Trạch Đông và 4 năm cái ông thống chế của ông giống như là Trần Nghị là ngoại trưởng đó. Từ Hướng Tiền, Diệp Kiếm Anh, ngày xưa là bí thư của Quảng Đông mà thời mà của những cụ Nguyễn Hải Thần của chúng ta đó, và Nhiếp Vĩnh Trần đã bàn với nhau đó là về cái việc đó là rằng là làm thế nào mà để dùng Hoa Kỳ chặn Liên Xô, là tại vì mục tiêu của họ lúc đó năm 1969 thế đó là làm thế nào mà để Trung Quốc trở thành bá chủ của khối cộng sản chứ không phải là Liên Xô nữa, tức là cái chuyện tranh chấp nó như vậy. Và từ đó họ mới nhá ra một số những cái tin tức như là nó có cái chuyện đụng độ ở tại biên giới giữa Liên bang Xô Viết lúc đó với lại Trung Quốc, hoặc là nó có những cái xung đột ở tại Tân Cương. Mà sau đó là Mao Trạch Đông cũng biểu diễn một cái cuộc gọi là hội ngộ ngoạn mục với lại cái anh ký giả nổi tiếng lúc đó là Edgar Snow, thì tức là bắn ra một cái tín hiệu rằng là muốn liên lạc với Mỹ. Thì lúc đó nó là Nixon với lại Kissinger mới chụp lấy cái cơ hội đó để nhảy vào. Nhưng mà cái người răng ra cái trò chơi đó, và cái trò chơi đó nó là cái bẫy đó, chính là Trung Quốc chứ không phải là Hoa Kỳ. Nhưng mà cái thời điểm đó Mao Trạch Đông vẫn còn sống, và trước đó hoặc là sau đó một thời gian ngắn, nếu tôi nhớ không lầm, là Trung Quốc đang rơi vào cái trận long trời lở đất với cái cuộc cách mạng văn hóa. Như vậy tức là chính bản thân Mao Trạch Đông và cái bộ tham mưu của họ Mao đó đã tính tới cái thế là phải liên kết với Mỹ. Đúng rồi. Tức là họ đã tính cái thế đó là Hoa Kỳ thì tưởng rằng là dùng Trung Quốc để chấn Liên bang Xô Viết. Trong khi đó là Trung Quốc từ thời Mao, cái cuộc mà cách mạng văn hóa của Trung Quốc nó xảy ra từ năm 67 cho đến năm 76 là khi Mao Trạch Đông chết. Nhưng mà năm 69 đó là Mao Trạch Đông đã nghĩ đến cái chuyện đó và kết thúc cái cuộc gọi là đại cách mạng văn hóa, nó đưa đến một cái cao điểm đó là chính là Lâm Bưu, đó là tìm cách đảo chính Mao Trạch Đông và về sau bị giết. Đó là tức là chỉ có mấy tuần trước khi, lúc đó là 2 tháng trước khi Kissinger đi đêm chạy qua đến bên đó, chẳng hạn, hay là trước khi mà họ tiếp xúc với lại Richard Nixon thì để nó ra cái tuyên ngôn Thượng Hải. Tức là lúc đó nó là trong nội bộ của họ đó là nó đã nát bét ra, nhưng mà họ vẫn đã có những cái mưu đó như vậy, và họ có những cái mưu đó là nó thấm nhuần vào trong xương tủy, cái máu huyết của họ từ lâu rồi, trong khi đó người Mỹ không nhìn ra.
Cái thời Mao Trạch Đông toàn tính cái việc đi với Mỹ đó, đúng cái thời điểm là Brezhnev là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản của Liên Xô, lãnh đạo Đền Cẩm Linh, có thấy được cái toàn tính của Trung Quốc? Tôi nghĩ có, là tại vì ngay trong nội bộ của, trong nội tình của tại Liên bang Xô Viết lúc đó, họ đã có một cái, họ đã có một cái chuyện tiếu lâm, chuyện diễu rằng là hệ thống CIA tình báo của Mỹ đang nghe lén về cái chuyện gọi là thảo luận về bên trong nội bộ của Trung Quốc, ở quên rồi, nội bộ của Liên Xô đó, thì nói rằng là ai sẽ là cái người mà cái vị Brezhnev làm tổng bí thư chẳng hạn đó, thì cuối cùng sau đó nó là Richard Nixon nghe mà không hiểu gì cả. Thế hỏi tại sao bây giờ cái người kế vị Brezhnev làm tổng bí thư của Liên bang Xô Viết đó, đó là cái người đó là gốc Tàu thì nghe tên là tiếng Tổng. Tức là họ đã như vậy rồi. Và trong những năm 69 đó đó, và sau đó, đó đó là Liên bang Xô Viết lúc đó đã làm bộ đưa ra hai nhân vật tình báo cao cấp của họ đào thoát qua bên Mỹ này, đặng để nói với lại bên phía Hoa Kỳ này đó, đó rằng là khi nào mà quý vị nghe thấy có một cái việc gọi là liên kết với lại Trung Quốc mà để tấn công Liên Xô, thì quý vị phải hiểu cái đó là mưu của Bắc Kinh chứ không phải là của quý vị đâu. Nhưng mà lúc đó, đó đó là kể cả Kissinger, những người đó vẫn không hiểu được cái chuyện đó. Tại vì họ, tôi phải giải thích luôn nó như thế này này. Thời giờ chúng ta không có nhiều sắp sửa gọi là ngoài kia đó là tưng bừng nó nghe pháo Tết rồi. Từ xuất xứ đó, Hoa Kỳ là một nhánh của Âu Châu, và thần phần tử trí thức của Hoa Kỳ đó là có những cái kinh nghiệm về chính trị, về chiến lược vân vân, đã xuất phát từ Âu Châu. Mãi về sau này đó, đó thì là mới biết được một chút về Á Châu, và biết về Á Châu đó, đó là qua cái sự phiên dịch của Âu Châu, và nhất là cái lời giới thiệu của những nhà truyền giáo, các cái giáo sĩ dòng tên mà tôi gọi là thông thái mà ngờ ngạch về Trung Quốc đó, đưa ra những cái hình ảnh gọi là Trung Quốc đó là có một cái đức gọi là Confucius, Khổng Phu Tử gì là ghê lắm đó kia. Họ không hiểu gì cả, họ không hiểu được cái bản chất đó, đó là trong bá ngoài vương, hoặc là ngoại nho mà nội thì pháp, tức là ngoài thì ra cái vẻ nho giáo, nhưng mà ở bên trong đó, đó là sử dụng phép pháp ra, là toàn mưu thuật hết. Hoặc là trong bá ngoài vương đó là trong đánh toàn đòn gọi là bá đạo, mà trong khi lũng ra cái vẻ vương đạo, cái điều đó nó không có. Trong cái hệ thống lãnh đạo của Trung Quốc, đây cái cuốn sách mà gối đầu giường của họ là cuốn Chiến Quốc Sách. Và cái cuốn đó, đó là cho đến giờ này đó, đó là vẫn chưa có một cái bản dịch nguyên vẹn bằng Anh ngữ, vẫn chưa hiểu được. Trong khi đó, đó thì người Nhật họ có nghiên cứu cái chuyện đó, và họ áp dụng đúng cái nó để họ khuất phục Trung Quốc. Chúng ta đó, đó thì có nhiều lần tôi cũng có nói là ai cũng thuộc chuyện Tam Quốc hết. Cái chuyện gọi là Đông Hòa Tôn Quyền để Bắc cự Tào Tháo chẳng hạn này, nó là cái mưu giữa ba anh với nhau, thì trong áp dụng cái mưu đó là giữa Trung Quốc, Liên bang Nga hoặc là Liên Xô ngày xưa với Hoa Kỳ ngày nay, nó y hệt như vậy. Hoặc là chúng ta đọc chuyện Chiến Quốc, chúng ta đều nghe đến nói cái thế gọi là Tô Tần, đó là cái thế hợp tung, là liên kết dọc các cái nước từ Bắc đến Nam để chặn nước Tần đi từ hướng Tây xuống. Thì đối diện thì chúng ta có ông Trương Nghi làm cái kế liên hoành để phá Quế Hợp Tung chẳng hạn. Chúng ta đều đọc cái đó hết, chúng ta đều nghĩ cái chuyện đó để giải trí, để vui. Trong khi đó, đó, đó thì lãnh đạo Trung Quốc từ thời đó cho đến bây giờ, và Tập Cận Bình khi nói đến cái Trung Quốc mộng đó, thì họ thực hiện cái chuyện đó thật, để họ nhắm đến cái việc thứ nhất đó, đó là thắng được Liên bang Xô Viết, cầm đầu cái khối cộng sản. Sau đó, đó, đó là củng cố lại quyền lực của Trung Quốc để tranh đua với Mỹ, rồi sẽ vượt Mỹ để trở thành bá chủ của thế giới. Và cái đó thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái đề tài chúng ta có thể tiêu khiển đầu năm. Nhưng mà thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, 30 giây còn lại của chương trình ngày hôm nay, một câu hỏi rất ngắn thôi. Dưới lãnh đạo của Tàu Bạch Ốc có thấy được cái mưu đó của Trung Quốc? Tôi nghĩ rằng là chưa. Có thể là chưa. Có một người nhìn thấy được cái chuyện đó thì cái tháng năm ngoái, tháng trước đó, đó thì cũng đã về hưu. Có một kỳ khác chúng ta sẽ nói đến ông Jean-Marc Sau đó. Ông có nêu lên chuyện đó, và tất cả trong cái ban tham mưu quân sự của Trung Quốc đó, họ ăn mừng cái việc ông cụ đó, ông mới 94 tuổi thôi, ông về hưu. Còn lại thì cái ông Tổng thống hiện tại đó chưa đủ trình độ nhìn thấy cái chuyện đó. Và những cái người mà có thể biết về Trung Quốc cái kiểu giống như Kissinger đó, đó là đều tìm cách gọi là bản lui thôi. Chương trình Giờ Dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Canh Thái phụ trách tuần này đến đây là chấm dứt. Một lần nữa xin trân trọng kính chúc quý khán giả của Người Việt TV
một năm mới an bình, hạnh phúc và luôn khỏe mạnh. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.